Xin chào các bạn, người ta vẫn luôn cho rằng mọi vùng đất trên hành tinh này đều có chủ quyền, đều thuộc địa phận của một quốc gia nào đó. Tuy nhiên, câu chuyện không phải lúc nào cũng vậy. Có một vài vùng đất được gọi tên là vùng đất không của ai cả, vùng đất vô chủ, nằm giữa biên giới giữa các quốc gia. Sau đó những vùng đất này bị bỏ rơi, có diện tích cực nhỏ, họ lại xưng là một quốc gia độc lập, tự xưng có chủ quyền, song thực tế lại không được nước nào trên thế giới công nhận. Và dĩ nhiên, tới giờ này, chúng vẫn là hoa chưa có chủ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu câu chuyện về những vùng đất vô chủ này. Đầu tiên là Liberland. Trang web chính thức của Liberland tuyên bố rằng quốc gia này được thành lập trong bối cảnh tranh chấp biên giới Croatia và Serbia diễn ra. Tranh chấp này đã dẫn đến một khu đất phía tây sông Danube mà không bên nào muốn nhận cả. Vâng, cái tranh chấp đã dẫn đến biên giới dọc theo khu vực phía tây sông Danube lần đầu nảy sinh vào năm 1947 nhưng vẫn chưa được giải quyết trong thời gian tồn tại của Nam Tư. Trước đây thì sông Danube có dòng chảy quanh co, nhưng mà sau đó thì đã có những cái sự thay đổi về dòng chảy để thuận tiện cho tàu bè qua lại và buôn bán. Những sự thay đổi này do con người tiến hành. Về mặt kinh tế thì cải tạo đã thành công, tuy nhiên nó đã nảy sinh rất là nhiều vấn đề tranh cãi khi mà Nam Tư tan rã. Cứ thử hình dung con sông đó là một tài sản chung, khi mà anh em cùng chung một nhà tất cả đều sử dụng một cách thuận hòa. Nhưng khi anh ra ở riêng, em ra ở riêng, chia cách thành những cái quốc gia khác thì bắt đầu nảy sinh ra những sự phức tạp. Các nước tách nhau ra thì đã phức tạp rồi, dòng chảy sông Danube thay đổi thì cũng phức tạp. Kéo theo đó thì có khoảng 100 km2 đất dôi ra đã thuộc về Serbia và chỉ còn 7 km2 đất thuộc về Croatia. Đương nhiên, với 7 km2 quá ít, Croatia không đồng ý và tuyên bố rằng biên giới quốc tế phải là biên giới phản ánh dòng chảy của sông Danube tồn tại vào thế kỷ 19 trước khi nó được uốn thẳng và các công trình thủy lợi đã thay đổi dòng chảy của nó. Còn Serbia thì ngược lại, họ chỉ chấp nhận đường biên giới mới. Đó là điều hiển nhiên, làm gì có ai lại chấp nhận ăn cái miếng bánh bé hơn trong cái cuộc tranh chấp này. Thế là tranh cãi bắt đầu nổ ra một cách mạnh mẽ hơn. Nếu mà Croatia nhận 7 km2 đất này thì đồng nghĩa với việc họ thừa nhận 100 km2 kia là của Serbia, và Serbia cũng từ chối cái phần đó với lý do tương tự. Và đó chính là việc tại sao ngay giữa châu Âu, bên cạnh con sông quan trọng bậc nhất châu lục này là sông Danube lại có một vùng đất vô chủ. Mặc dù cả Croatia và Serbia đều không công nhận cái vùng đất này, nhưng mà họ cũng không cho phép bất kỳ ai đặt chân đến. Và ở đây thì vẫn có quân đội của cả hai bên. Nhưng một ngày nọ vào năm 2015, một người đàn ông vui tính có tên là Vitjelica, thành viên của Đảng Công nhân Tự do của Cộng hòa Séc, tuyên bố một vùng đất nằm giữa biên giới của Serbia và Croatia chính thức trở thành một quốc gia độc lập. Theo đó, quốc gia này sẽ mang tên Liberland và Jelica tự chỉ định mình làm tổng thống. Liber cho Liberty có nghĩa là tự do. Cộng hòa tự do Liberland chưa được bất kỳ một quốc gia hoặc tổ chức nào trên thế giới thừa nhận. Dù vậy, điều này cũng không thể ngăn cản 300.000 người từ khắp nơi trên thế giới nộp đơn xin làm công dân của Cộng hòa Liberland. Và đã có 20 người được cấp quyền công dân danh dự. Và cái vị tổng thống hào phóng này còn tiết lộ nhiều nhà đầu tư đã cam kết đổ hàng tỷ đô la Mỹ vào quốc gia nhỏ bé này, nơi mà ông ta cam kết sẽ chỉ thu thuế dựa trên tinh thần tự nguyện. Tuy mới được thành lập nhưng mà Liberland đã có hiến pháp cùng quốc kỳ riêng chỉ sau vài ngày, với những biểu tượng chính đó là chim đại bàng và mặt trời. Tổng thống Jelica cũng lập ra một trang web cho Liberland và đặt một tay rapper ở Cộng hòa Séc sáng tác quốc ca của Liberland. Đồng tiền ảo Bitcoin hiện là đồng tiền chính tại Liberland, và quốc gia này có kế hoạch chấp nhận tất cả mọi người làm công dân, miễn chưa từng có tiền án tiền sự cũng như tham gia những cái nhóm cực đoan nào. Dĩ nhiên, giới chức hai nước Croatia và Serbia đã phản đối tiểu quốc tự xưng Liberland. Bạn có thể tìm kiếm trang web của nước Cộng hòa Liberland, nước Cộng hòa tự do, vô chủ và tự xưng này, và hãy thử nộp đơn để trở thành công dân của nước này. Tất nhiên, bạn chỉ nên nộp cho vui, vì chẳng có ai công nhận bạn là công dân của Liberland, ngoại trừ vị tổng thống lập dị kia. Và tiếp tục quay trở lại với khu vực sông Danube. Ở bên cạnh Liberland thì có một quốc gia khác có tên là Vương quốc Eklava, hình thành trên một mảnh đất cũng nằm giữa biên giới giữa hai nước, nhưng hai nước này bây giờ sẽ là Slovenia và Croatia, không lâu sau sự ra đời của quốc gia hạt tiêu khác là Liberland. Dường như được truyền cảm hứng từ Liberland thì một vương quốc khác cũng đã được thành lập. Vương quốc Eklava tuy khó có được cộng đồng quốc tế công nhận một sớm một chiều, nếu như không muốn nói là không bao giờ, song người sáng lập ra vương quốc này khẳng định Eklava có quyền tồn tại vì được xây dựng trên mảnh đất mà cả người Slovenia lẫn dân Croatia đều không ngó ngàng tới. Nói tóm lại, chỗ này các vị không dùng thì hãy cứ để tôi.
Nó là một đất nước nghe có vẻ hoành tráng nhưng mà thực tế đây chỉ là mảnh đất rộng 100m², tương đương với những căn hộ chung cư 3 ngủ tại Việt Nam. Thực tế thì nó nằm gần với thị trấn Melika của Slovenia và cách Zagreb của Croatia khoảng 50km. Trong một lần du lịch đến Slovenia thì một nhóm du khách Ba Lan được người dân địa phương tiết lộ mảnh đất trên trong tình trạng vô chủ. Cụ thể, sau khi Nam Tư tan rã vào năm 1991, những quốc gia mới được thành lập tại khu vực này đã nhiều lần tranh chấp về biên giới, dẫn đến một số mảnh đất chưa được tuyên bố chủ quyền. Chớp lấy cơ hội, một người đàn ông có cái tên cực kỳ phức tạp giống như bao người Ba Lan khác, đó là Waris Kieswick cùng bạn bè của mình, đã tuyên bố thành lập Vương quốc Eklava ngay tại mảnh đất trên với châm ngôn là công dân của thế giới. Ý tưởng đằng sau Eklava là nhằm tạo ra một nơi mà tất cả mọi người, không phân biệt màu da, tôn giáo, quốc tịch, có thể bày tỏ chính kiến của mình, học hành miễn phí, kiếm tiền không cần lo lắng về các loại thuế. Đó là những cái lý tưởng có thể nói là rất siêu thực của người sáng lập ra vương quốc này trên một mảnh đất chỉ có khoảng 100m² mà thôi. Được mệnh danh là quốc gia nhỏ bé nhất châu Âu, Eklava vẫn hiện có đến 800 công dân với diện tích chỉ bằng một mảnh vườn. Nhưng mà người sáng lập của vương quốc này khẳng định họ đang lên kế hoạch để tạo ra một cộng đồng miễn thuế gồm những người có cùng mục tiêu sống. Đương nhiên là toàn bộ 800 công dân của vương quốc này sẽ không thể đứng đầy đủ trên mảnh đất của mình và họ có lẽ cũng chỉ tốn có một vài chục giây để dạo quanh quốc gia. Tin tức về tiểu quốc gia thần tiên đã lan nhanh trên mạng xã hội và đến nay đã có hơn 5.000 người nộp đơn xin làm công dân danh dự. Trong khi đó, các công dân Eklava cũng đã bỏ phiếu bầu lãnh đạo cho một cuộc bầu cử dân chủ ảo đầu tiên của vương quốc. Eklava đã chọn đồng tiền ảo, một đồng khá giống với đồng Bitcoin là tiền tệ chính thức của mình, đồng thời công nhận 5 ngôn ngữ chính thức, đó là tiếng Anh, tiếng của cái người sáng lập đó là tiếng Ba Lan, tiếp đó là tiếng Slovenia, tiếng Croatia và cả tiếng Trung. Vương quốc tự xưng này cũng đang trong quá trình soạn thảo hiến pháp và chuẩn bị các loại giấy tờ để nhận dạng điện tử cho công dân. Thật là một quốc gia rất hài hước nhưng tràn đầy mơ ước. Và cuối cùng đó là Beltawil. Nằm giữa biên giới của Ai Cập và Sudan, Beltawil là một trong những mảnh đất đặc biệt khi không quốc gia nào muốn nhận chủ quyền. Với diện tích 2.000 km², Beltawil là mảnh đất hình thang nằm ở vùng hoang vu nhất ở khu vực Bắc Phi. Đây là một trong những khu đất chưa có chủ quyền còn sót lại trên trái đất. Nguyên nhân từ bề mặt khu vực chủ yếu là đất và cát. Ngoài ra còn có cả nắng và gió nữa. Không có đường xá, dân cư sinh sống hay là tài nguyên thiên nhiên. Việc xác lập chủ quyền ở đây dường như không mang lại bất kỳ một cái lợi ích kinh tế nào và chẳng ai tham cái mảnh đất này cả. Tuy nhiên, nằm cạnh Beltawil lại là một mảnh đất hình tam giác lớn hơn nhiều, có tên là Halaid. Mảnh đất này cũng chỉ toàn cát và đá, nhưng ở vị trí giáp biển đỏ giúp nó có giá trị hơn. Cả Ai Cập và Sudan đều muốn Halaid, song theo đường biên giới, mỗi quốc gia chỉ có thể có Beltawil hoặc Halaid, chứ không thể có cả hai. Bất kỳ quốc gia nào tuyên bố chủ quyền ở Beltawil sẽ phải từ bỏ vùng đất Halaid, nơi mang lại lợi thế hơn nhiều. Sự việc này bắt nguồn từ năm 1899 khi mà người Anh, những người nắm quyền khu vực lúc bấy giờ, ký hiệp định với Ai Cập để cùng quản lý Sudan. Chính quyền Anh đã triển khai xây dựng một khu nhà được gọi là Sudan Anh Ai Cập. Trên thực tế, người Anh có toàn quyền kiểm soát Sudan bởi vì Ai Cập chỉ là một nước thuộc bảo hộ của họ. Trong mọi trường hợp, biên giới giữa Ai Cập và Sudan sẽ chạy dọc theo vĩ tuyến 22. 3 năm sau đó, Anh cho rằng đường biên giới này không phản ánh đúng việc sử dụng đất của các bộ lạc bản địa và vẽ ra một ranh giới mới. Người Anh quyết định quản lý ngọn núi nhỏ phía nam vĩ tuyến này vì theo lập luận của họ, đây là quê hương của bộ lạc Abada, những người có mối quan hệ mật thiết với Ai Cập hơn là Sudan. Vùng đất này đã trở thành Beltawil về sau, và vùng đất Halaib bên cạnh biển đỏ được bàn giao cho người Sudan vì đây là quê hương của những người Beja, bộ tộc gần gũi hơn với họ. Các vấn đề nảy sinh khi Sudan giành được độc lập vào năm 1956. Chính phủ Sudan tuyên bố biên giới của quốc gia này giống với những gì mà người Anh đã xác lập, tức là Halaib một phần của Sudan. Tuy nhiên, Ai Cập cho rằng đây chỉ là biên giới tạm thời và chủ quyền vẫn được xác định như năm 1899, tức là tam giác Halaib phải thuộc về Ai Cập. Cả Ai Cập và Sudan đều không muốn khẳng định chủ quyền với Beltawil vì làm vậy là bỏ quyền lợi với Halaib. Trên các bản đồ của Ai Cập, Beltawil thuộc về Sudan, trong khi với người Sudan thì Beltawil lại thuộc về Ai Cập, quả là một vùng đất bị nguyền rủa. Thực tế, mọi người đều cho rằng Beltawil thì không thuộc về bất kỳ ai, thế là khỏi tranh cãi. Vài người trên khắp thế giới đã cố gắng lập ra vương quốc của mình ở đây. Năm 2014 đã có hai người đàn ông Nga cắm lá cờ trên núi tại Beltawil.
Cũng trong năm đó, một người nông dân 38 tuổi tới từ nước Mỹ, khi đọc trên mạng Internet những thông tin về vùng đất Beulahville vô chủ trên, đã nảy sinh ý định sở hữu vùng đất Beulahville để thành lập một vương quốc của riêng mình. Mà ở vương quốc đó, con gái ông sẽ là công chúa. Bằng nhiều cách thì ông đã xin được những giấy tờ cần thiết từ các nhà chức trách quân sự Ai Cập để bắt đầu chuyến đi đến Beulahville. Trên Facebook thì ông viết một cách vui vẻ như thế này: Beulahville sẽ mãi được biết đến với cái tên Vương quốc Bắc Sudan. Vương quốc được thành lập và được cai trị bởi một chế độ quân chủ. Tôi là vua, con gái tôi, Emily, sẽ là công chúa. Và đó là điểm kết trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.